Xin chào anh em đã đến quay trở lại. À, còn thiếu RAM. Thiếu RAM. Đây. Tôi bỏ đi. Xin chào anh em đã đến quay trở lại với TC Channel. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một cấu hình PC dành riêng cho những anh em nào là fan của đội đỏ AMD. Tại vì sao? Như cái chồng linh kiện ở đây anh em đã thấy rồi đấy. Chúng ta sẽ có hai nhân vật chính mang đến cho chúng ta hiệu năng về CPU và GPU. Đó chính là CPU AMD Ryzen 5 3500. Tại sao mình lại chọn 3500? Bởi vì thứ nhất là mức giá của nó cũng tương đối là rẻ trong thời điểm hiện tại. Dĩ nhiên là nếu như mà so sánh với những đối thủ đến từ đội xanh ấy, thì sẽ khó mà so sánh được. Bởi vì là bây giờ thì đội xanh đã có những bước tiến rất là khác với cả Intel. Nhưng mà chúng ta đã là fan AMD mà, fan đội đỏ mà, thì trong một mức giá rẻ chúng ta sẽ sử dụng con CPU này cho được rất nhiều những cái tác vụ khác nhau. Đơn giản như là anh em nói về thông số nhá. Intel Core i3 12100F hiện tại nó có giá dưới 3 triệu nhưng nó chỉ có 4x4 luồng mà thôi. Xung boost của nó có thể lên tới là 4.3. Vậy thì so với con 3500 này thì sao? Dĩ nhiên mình so hơi khập khiễng một tí, nhưng mà anh em cứ nghe mình nói. Ryzen 5 3500 chúng ta có 6x6 luồng. Xung boost của nó thì lên tới là 4.1GHz, nhưng anh em nên nhớ là AMD luôn luôn có thể ép xung được mà. Còn Intel thì khó ngang lên rời. Thật ra nhiều người vẫn lên rời được nhưng mà anh em thấy đấy, khó đúng không? Và bên cạnh chiếc CPU này chúng ta sẽ có card đồ họa. Đây là chiếc AMD Radeon RX 6600. Vâng, và đó là CPU và card đồ họa. Những linh kiện còn lại thì mình sẽ làm cố gắng làm sao để cho nó tối ưu nhất về mặt chi phí trên cái hiệu năng mà anh em sẽ đạt được. Thì ở đây mình sẽ có một chiếc mainboard Asus Prime B450MA 2 la mã. Đó. Chiếc mainboard này sẽ sử dụng socket là AM4, cho nên là anh em có thể sử dụng được với gần như là tất cả mọi CPU AMD, gần như rồi nha anh em nhớ. Hiện nay ngoài ra thì chiếc mainboard này sẽ mang lại cho anh em một cái hiệu năng nó vừa phải. Dĩ nhiên là anh em sẽ khó có thể nào đu đỉnh hiệu năng với chiếc mainboard này để làm những công việc nặng nề, kéo những con CPU kinh khủng khiếp. Nhưng với cái nhu cầu là gaming thì chiếc mainboard này hoàn toàn có thể đáp ứng tốt cho anh em. Về RAM thì đây, mình sẽ gắn cho anh em một cặp RAM Lexa có dung lượng là 8GB bus 3200. Không, hai thành 16GB. 16GB mới đủ để anh em thỏa mãn với các tựa game đúng không? Và cuối cùng là ổ cứng thì mình sẽ gắn cho anh em một cái ổ tham khảo thôi. Đó là một ổ SSD SATA 3 2,5 inch với dung lượng là 240GB. Dĩ nhiên thì nó chỉ là tham khảo thôi. Đây là cái thứ mà mang tính tham khảo nhất trong cái cấu hình này luôn đấy. Bởi vì là tùy theo nhu cầu của anh em chơi nhiều game, anh em có thể nâng lên những ổ cứng có cái dung lượng lớn hơn. Hoặc là anh em không cần chơi nhiều game lắm thì anh em có thể giảm xuống cho nó tiết kiệm chi phí đúng không? Thì cái này là tùy vào mục đích sử dụng của anh em nhé. Và dĩ nhiên rồi, nếu như mà anh em muốn sử dụng SSD NVMe thì vẫn hoàn toàn có thể được luôn. Bởi vì chiếc mainboard này cũng như là CPU chúng ta đều hỗ trợ PCIe. Và chiếc mainboard này nó cũng sẽ có một khe M2 ở ngay bên dưới CPU cho anh em, để anh em có thể nâng cấp được SSD. Vâng, và đó là... À đây, tí nữa thì quên. Nguồn. Với cấu hình này thì không phải là một cấu hình quá ăn điện, cho nên là một bộ nguồn Antec B550 với công suất là 550W có tên là Atom. Mình nghĩ là sẽ hoàn toàn đủ. Và bộ nguồn này trông vậy thôi, nó vẫn đạt chuẩn 80 Plus Bronze. Và cuối cùng là vỏ cây. Một bộ PC không quá hầm hố thì cũng cần một cái vỏ cây trông nó cũng hiền hiền một chút. Thì đây sẽ là bộ vỏ mà chúng ta sẽ lắp cho bộ PC này, Sigmatic Fadil 1F. Vậy thì anh em có thắc mắc là tổng giá trị của bộ PC này sẽ là bao tiền không? Thì đây mình có liệt kê hết ra rồi. Mình không thể nào nhớ được giá của tất cả linh kiện cho nên xin phép anh em mình sẽ đọc nhé. Tổng giá trị của bộ cây này là 23.945. Nhầm. Đấy là giá niêm yết thôi. Còn giá ở TNC, nếu như mà anh em nhặt linh kiện và lắp lại cái bộ PC này ở trên tncstore.vn thì nó là khoảng 20.500.000, 20.445.000. Nhưng nếu anh em mua thẳng bộ PC này tại TNC Store thì giá của nó sẽ chỉ còn lại 19.990.000 mà thôi. Đó, ngoài ra thì chúng ta vẫn còn có rất nhiều những cái option quà tặng đi kèm nữa. Và anh em có thể tham khảo chi tiết ở đường link bên dưới phần mô tả video nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta làm gì nữa? Lắp PC, sau đó là test game. Piling paper, got them talking nice to me. Down the bottle, it be going right through me. Brown baby, down to take a flight to me. They think that I'm stunting, but it's slight to me. Piling paper, got them talking nice to me. Guess that's why the labels want the rights to me.
city on my back and it feel light to me. They think that I'm stunting, but it's light to me. I don't understand it, how they got so timid. Told them I would do it and I overdid it. I don't do the bass cause I don't got the minutes. Pull up nothing teeny so they know who win it. Shorty cutting up, it must be retrograde. 80s Cuban collar with the retro fade. Baby cut from Mexico, the whip German. And she down the wedding while the spliff burning. They don't want no static, better get the signal. Earning all these coins, it ain't coincidental. Tell them free the doggies, keep them out the kennel. With my same roadies, whipping different rentals. Baby girl, what's your sign and what that steez do? Say got a little bit of cash, but can he please you? Started in my DM, I might make her BM. Wavy's AV stunting, you should come and see him. Indeed. Pollen paper got him talking nice to me. Down the bottle, it be going right through me. Brown baby, down to take a flight to me. They think that I'm stunting, but it's slight to me. Pollen paper got him talking nice to me. Guess that's why the labels want the rights to me. City on my back and it feel light to me. They think that I'm stunting, but it's slight to me. Crack the code, yeah, I'm a hacker now. Gotta let them see it, I whip back around. I don't need your wifey, she a pass around. She a pop. They don't need to know it when I'm back in town. Tell stop. Bank teller greet me by my first name. Niggas sending shots but got the worst aim. Seen him out here looking like he hate cash. Treat that little pussy like a face mask. They don't want no problems, they don't want equations. We keep that same energy on all occasions. More life to my enemies, won't stop division. But I do not compromise with competition. All my shit be sounding like it look like. These niggas be rapping for them book likes. Alkaline charge like a battery. How they got the minutes to be mad at me? Pollen paper got them talking nice to me. Down the bottle, it be going right through. Take a flight to me. They think that I'm stunting, but it's slight to me. Piling paper, got them talking nice to me. Guess that's why the labels want the rights to me. City on my back and it feel light to me. They think that I'm stunting, but it's slight to me. Vâng, và tựa game đầu tiên chúng ta test sẽ là CSGO. À anh ấy, ấy, bây giờ mình có lý do để mình đổ rồi, không phải tại mình bắn gà đâu anh em, tại mình đang dùng một con chuột rất là kỳ dị như này. Cho nên là đấy á, anh em đừng thắc mắc tại sao mình bắn gà thế nhá. Rồi, quay trở lại với cả chiếc cấu hình PC chúng ta thì anh em có thể thấy với tựa game CSGO thì hiện tại mình đang có thể dễ dàng đạt được mức FPS là trên 200. Thì với 200 FPS như thế này thì anh em hoàn toàn có thể tận dụng rất là thoải mái những chiếc màn hình 144Hz hay là thậm chí là 240Hz cho những tựa game bắn súng FPS như thế này. Đấy, tại chuột nhá anh em, tại chuột nhá, không phải tại mình đâu. Rồi, tại chuột nhá, tại chuột nhá. Rồi, lại lần nữa quay trở lại với cấu hình PC chúng ta thì như anh em đã quan sát từ lúc lắp thì cái video này mình đã bỏ qua cái đoạn lần này là tại kỹ năng của mình đấy, tại mình bắn siêu đấy anh em ạ. Rồi bây giờ tại chuột. Rồi. Thì anh em có thể để ý thấy là cái bộ PC chúng ta trông khá là đó. Nó chỉ đơn giản thế này thôi. Rất nhẹ nhàng, mình có thể dễ dàng di chuyển nó xung quanh ngay cả khi nó đang bật. Đó, anh em thấy không? Thì bộ PC này trông khá tối giản và quan trọng nhất là mức giá của nó đang được rất tối ưu dựa trên những gì mà nó sẽ mang lại về hiệu năng. Cái bộ vỏ cây này thì được có một cái điểm đặc biệt đấy là cái quạt nó nằm ở chính giữa như này. Anh em sẽ thấy quạt RGB trông khá là ấn tượng, trông như kiểu mắt Cyclops ấy, Cyclops trong X-Men anh em biết không? Hoặc là mấy cái con người khổng lồ trong thần thoại Hy Lạp một mắt Cyclops. Đấy, nó kiểu đấy trông khá hay. Ngoài ra thì nếu như mà anh em muốn trang trí cho bộ PC của anh em nó đẹp hơn ấy thì anh em có thể mua những cái pack fan, ví dụ là một cái bộ pack fan cũng của Sigmatic có giá tương đối là rẻ, anh em có thể tận dụng.
anh em có thể dùng nó để trang bị cho cấu hình của chúng ta để cho nó đẹp hơn, lộng lẫy hơn. Ơ kìa, đã muốn yên ổn đi qua rồi. Nhưng rồi không vẩy được, để không quen vẩy chuột này, nó cứ kiểu gì ấy. Anh em thấy hình nó giật không? Không phải là giật do cái máy này nó giật hình đâu, mà do con chuột của mình em ạ. Khi mà mình vẩy ngang ấy, mình không quen cái thao tác rẩy vẩy lên này, thế nó cứ kiểu lip off, nó không hết ấy, đâm ra hình nó cứ. Bố mày cứ ở đây thủ rồi. Thôi. Vâng, và tựa game tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau test ở trên cỗ máy này, đó chính là Halo Infinite, tùy anh em đọc thế nào cũng được. Thì tựa game này thật ra là theo mình đánh giá là một tựa game khá là ăn CPU, còn GPU thì nó cũng nhẹ nhàng thôi, cho nên là cái cấu hình mình đang set cho tựa game này là max setting anh em ạ. Đây, mình sẽ show cho anh em xem luôn. Đây, video nhá. Ultra 2. Đấy, nói chung là cái gì mắc đờ mình mắc hết rồi. Và mức FPS chúng ta đạt được ở tựa game này cũng tương đối cao, đủ để anh em có thể Thôi. Chúng nó lấy được cờ mình rồi. Thôi xong rồi, lấy lại đi bạn ơi. Kìa. Và anh em có thể thấy là FPS chúng ta đang rất cao. Nếu như mà anh em sử dụng những chiếc màn hình 144Hz thì FPS này hoàn toàn có thể đáp ứng cho anh em tối đa hiệu năng của chiếc màn hình của anh em. Ơ kìa. Căng thẳng quá. Bảo lấy cờ chả lấy, quay về đép làm gì. Nhân tiện ở tựa game này, một tựa game đang ngốn CPU khá là căng, thì mình cũng sẽ chia sẻ với anh em về cái nhiệt độ của cấu hình chúng ta. Vỏ cây Fanil 1F mặc dù có cái đường air intake khá là ít, anh em sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái giải nhỏ ở giữa như mình đã chia sẻ đoạn vừa nãy. Tuy nhiên thì cái nhiệt độ của hệ thống chúng ta vẫn tương đối là ổn định. Với 100% CPU hoạt động như thế này, anh em thấy nhiệt độ của nó chỉ khoảng 74 độ C. Mình chơi game được khoảng 5 đến 10 phút rồi. Thì đây là mức nhiệt độ mà chúng ta anh em có thể yên tâm để chúng ta có thể chơi game trong một thời gian tương đối dài. Bên cạnh đó thì card đồ họa thì đây là một tựa game không quá ăn VGA, cho nên anh em thấy card đồ họa hoạt động khá nhẹ nhàng, dễ chịu đúng không? Trả cờ đây. Mang cờ lại đi. Ui, chưa kịp cắm lại. Cái thế nhở. Và tựa game cuối cùng ngày hôm nay chúng ta sẽ là giả lập nhảy dù chạy bộ. Và anh em thấy đấy, rõ ràng ngay khi mình giảm setting xuống thì chúng ta đã có mức FPS khoảng 140. Như vậy là anh em có những chiếc màn hình 144Hz thì hoàn toàn có thể chơi. Ôi. Ok. Như trốn không người vậy. Ủa, alo. Nhưng mà đó, anh em có thể thấy là với PUBG chúng ta hoàn toàn có thể chơi một cách rất mượt mà với mức FPS cao đúng không? Và để nói về nhiệt độ thì anh em có thể thấy ở đây, CPU chúng ta đang khoảng 73 độ C, hơi ấm ấm một chút. Card đồ họa thì quá mát. Nếu như mà anh em chạy bộ ở chỗ đồng không mông quạnh như thế này thì FPS tương đối cao, 165 hết. Còn nếu như mà anh em lên xe thì sao? Lên xe chạy nhanh hơn, khung cảnh sẽ phải render nhiều hơn, nhanh hơn. Có tiếng bắn nhau nhưng mình cũng không biết là bắn nhau ở đâu, tại vì mình đang dùng loa ngoài anh em ạ. Nhưng thôi kệ đó, anh em có thể thấy là FPS nó từ trên 160 nó sẽ có đôi lúc xuống 150. Nhưng mà như vậy là vẫn quá là mượt để anh em có thể chiến được cái tựa game này một cách thoải mái. Tương quan về CPU, GPU thì anh em có thể thấy đấy, CPU và GPU đang hoạt động khá là hiệu quả. Thật ra sự hiệu quả này nó chưa phải là tối đa, tối ưu nhất có thể. Bắt rồi, bye bye. Ok, chơi ngon.
Và đó là cấu hình gaming PC với linh kiện đến từ AMD của chúng ta, dành cho những anh em nào là fan của đội đỏ. Và ở đây thì anh em có thể thấy là cấu hình chúng ta có một cái thiết kế ngoại hình bên ngoài khá là nói thế nào nhỉ? Nó đẹp, nó gọn gàng và nó không có quá nhiều RGB. Dĩ nhiên là ở đằng trước này vẫn sẽ có một cái đèn RGB mà anh em sẽ bắt buộc phải để nó sáng như này và không có nút để điều chỉnh để tắt được. Thì đây là cũng là một cái điểm yếu của cấu hình này. Tuy nhiên nếu như anh em không thích, anh em có thể tháo ra và anh em có thể lấy một cái quạt khác không có đèn lắp vào. Thế là xong, đúng không? Thì chúng ta sẽ có một cái cấu hình PC đèn thử lưỡi luôn. Còn nếu anh em thích RGB thì đằng trước này trông mình thấy là nó cũng khá trang nhã, khá đơn giản đấy. Còn đằng trong này thì anh em có thể mua thêm một cái back fan của Sigmatic tại TNG Storm. Link mình cũng để ở bên dưới phần mô tả luôn nhá. Để anh em nếu muốn nâng cấp thì có thể lắp thêm vào. Ở trên này anh em lắp được hai quạt nữa, đằng sau này một quạt nữa. Như vậy một back 3 fan là vừa. Còn nếu như anh em thích nhiều hơn thì cái này có thể gắn được tối đa là 5 cái quạt, tính cả cái quạt đang gắn sẵn ở đây. Thì đó, mình chia sẻ như vậy để anh em có thể có những phương án để tự trang trí cho chiếc vỏ cây này nó ấn tượng hơn nữa. Còn về hiệu năng thì sao? Về hiệu năng thì mình đã test qua 3 tựa game bắn súng. Nói chung là nếu anh em chơi MOBA kiểu Dota hay là Liên Minh Huyền Thoại thì cấu hình này thừa sức max setting trên 100 FPS cho anh em. Còn lại thì những tựa game mình vừa test là những tựa game mà nhẹ thì có CS:GO này, vừa vừa thì có Halo Infinite này, còn nặng hơn thì chúng ta có PUBG. Đó, như vậy là qua ba cái cấp độ game như vậy thì anh em có thể hình dung được là cấu hình này nó sẽ như thế nào. Ngoài ra cả những tựa game như FIFA Online nữa, anh em cũng hoàn toàn có thể chiến rất mượt mà với cấu hình này. Vậy thì với cái mức giá là 19 chưa đến 20 triệu, 19.990 thì anh em đã có được một cái cấu hình để có thể thỏa mãn được những cái sở thích chơi game online của anh em, chơi game cùng bạn bè. Và video đến đây là kết thúc. Nếu như mà anh em muốn theo dõi những video build cấu hình PC tiếp theo thì nhớ đăng ký TNC Channel nhé. Và tìm cấu hình gaming PC ở dưới phần mô tả của tất cả những video về build PC. Và trong video tiếp theo chúng ta sẽ quay trở lại với đội xanh với CPU này.